Sư ơi, mình mong cầu phước báo với tâm tham thì có sao không sư? Vì con nghĩ dù sao đây cũng là điều tốt, có những điều mình nên mong cầu và những điều mình không nên. Sư cho con xin ý kiến. Thưa quý vị, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói ở trong Kinh Tạng, xin nhớ thì coi hình như là Tương Ưng thì phải. Tức là có một số người cư sĩ vì mong cầu cái quả báo nhân thiên, cho nên là họ mới đi đến nghe pháp của Đức Thế Tôn và họ bố thí cúng dường. Tuy nhiên Đức Thế Tôn nói đó, mặc dù vậy thì đó cũng là cái duyên lành để cho họ làm các thiện pháp rồi đi đến lắng nghe chánh pháp. Cho nên á, sư thì sư không có chê, mình tới mình làm phước, mình mong cầu quả báo sanh thiên thì cũng được. Thì cái quan trọng là mới đầu á, thì quý vị gieo duyên gần đến với Tam Bảo, rồi từ từ khi mà duyên đủ đầy, chúng ta sẽ nghe những pháp đi đến sự rốt ráo, sự giải thoát giác ngộ sao vẫn chưa muộn. Ngay từ cái pháp đầu tiên trong tuần tự pháp, Đức Thế Tôn vẫn thuyết về bố thí mà. Bởi vì nếu như chúng ta không bố thí thì làm sao chúng ta có được những cái quả lành, mà chính những quả lành đó sẽ là cái nền tảng giúp cho tâm chúng ta trở nên mềm mại hơn, dễ dạy hơn, giúp cho điều kiện tu tập của chúng ta được tốt hơn, rồi từ đó chúng ta có thể thuận lợi tu hành đi đến sự giải thoát giác ngộ. Cho nên là quý vị có mong cầu phước báo thì cũng không sao, nhưng mà nhớ mình phải đi lên, phải tiến bộ hơn, chứ không nên chỉ cả đời mình chỉ dừng mãi ở đó thì không có được. Có nhiều người nói đó là tham tham gia nhiều cái xin lỗi quý vị, tham gia nhiều cái chương trình từ thiện của các chùa tổ chức, nhưng mà chờ sự tí tham gia nhiều chương trình từ thiện của mấy chùa tổ chức thì từ thiện làm từ năm nay qua năm kia, mà rồi đó cứ chạy theo thì cứ chạy theo mãi, cứ kêu gọi phục vụ thì phục vụ mãi, mà lăng xăng thì vẫn cứ lăng xăng, tham vẫn cứ tham, sân vẫn cứ sân, si vẫn cứ si, nó không thay đổi gì hết trơn, nội tâm không thay đổi. Thì sư không có chê trách mấy cái chuyện từ thiện, nhưng cái vấn đề là khi chúng ta đã nhận ra đó cái yếu kém của bản thân thì chúng ta phải bước lên một bước nữa. Chúng ta phải mạnh dạn bỏ cái cũ, đi theo cái mới. Để chúng ta tu tập kiếm phương pháp gì đó mà chúng ta có thể bớt tham, bớt sân, bớt si. Đó mới là cái chúng ta đi lên. Chứ còn chúng ta cứ mãi dậm hoài ở chỗ cũ thì mình không có tiến được. Không biết Đại Đức Tề Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì về cái phần mà gọi là phân tích câu trả lời này thì sư hoàn toàn đồng ý với Đức Hạnh Tuệ. Có nghĩa là Đức Hạnh Tuệ phân tích cho quý vị là hai cái khía cạnh, hai khía cạnh mà ở trong phần duyên hệ, quý vị gọi là cái phần mà gọi là thường cận nghi duyên đó, đó. Thì trường hợp thứ nhất Đức Hạnh Tuệ nói là ở đây quý vị nói là cái phước báo với tâm tham á, thì Đức Hạnh Tuệ phân tích cái đầu á, là giống như là trường hợp gọi là quý vị có thể đến đến bất thiện, đúng không, đến với tâm tâm tham là tâm bất thiện, nó rõ ràng đúng không, nhưng mà nếu mà nhờ, có thể là nhờ duyên cái tâm tham đó mà nó trợ để quý vị phát triển thiện, đó lại gọi là bất thiện mà trợ cho thiện đó.
Thì cái điều này là nó phù hợp với lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì cái này là cái điều mà bản thân, nghĩa là quý sư cho quý vị lời khuyên, cho lời khuyên là mình nên phát triển cái này. Có nghĩa là đôi khi mình có cái tham mong cầu thiện, nhưng mà mình phải hướng cái bất thiện nó duyên cho thiện, thiện cho thiện quý vị. Mà thiện ở đây là phải nói rõ nha, cái thiện ở đây là không phải cái thiện mà quanh quẩn ở trong tam giới nha. Cái thiện là phải chấm dứt tử sanh và thoát khỏi tam giới, xuất tam giới đó, thì mới cái thiện này nó mới tán thán. Chứ cái thiện mà nếu mà nói là nói là cũng làm thiện, nhưng mà bất thiện mà trợ duyên cho thiện mà cũng quanh quẩn trong sinh tử luân hồi thì nó không mang ý nghĩa nhiều quý vị đó. Còn cái thứ hai á là phải tránh là gì, là mình đừng có, mình ban đầu đã bất thiện rồi, mình đừng cố gắng là trợ duyên thêm cho bất thiện nữa. Thì cái điều này rõ ràng là nó không nên. Thì sư á, trước khi kết thúc câu trả lời này nè, thì sư muốn có lời khuyên thôi là như vậy. Cái nguyên nhân của khổ, tức là trong tứ diệu đế, cái nguyên nhân của khổ gọi là tập đế, cái nguyên nhân mà sinh tử luân hồi, chúng ta luôn trôi lăn trong tử luân hồi đau khổ, đó là chính là do cái tanh ha, tức là tham ái đó. Hay cụ thể hơn trong vi diệu pháp nói đó, nó chính là tâm sở tham ha. Thì bản thân quý vị á, chúng ta mình là người, nếu mà là người là Phật tử, mình mà là người có niềm tin vô Tam Bảo và có quý quý trọng những lời Phật dạy, thì mình phải ý thức được rằng đó, là ngày nào mà mình còn sống đó, cái đời sống mình đó, trong cái tâm tham thì ngày đó nó vẫn còn đau khổ. Cho nên là phương diện phàm phu thì quý sư luôn khuyến khích quý vị đó, là phàm cái gì làm cái gì đó, cũng phải hướng đến thiện, mà cái thiện đó là thiện phải vượt qua ngoài tam giới, đúng không? Nó phải xuất thế gian, đúng không? Còn nếu mà thiện mà còn quanh quẩn trong tam giới thì ngay cả Đức Thế Tôn ngài cũng không tán thán, không có tán thán việc đó thì vị đó. Thì huống chi ở đây quý vị nói là có cái sự mong cầu ở dựa trên tâm tham, đúng không? Đó như vậy có nghĩa là làm gì làm, có nghĩa là có thể là thiện trợ cho bất thiện, xin lỗi quý vị, có nghĩa là bất thiện mà trợ cho thiện thì chấp nhận được, nhưng mà đừng để mà bất thiện nha, bất thiện mà lại trợ duyên cho bất thiện thì cái đó nó sẽ dẫn chúng ta đến đến đau khổ, thậm chí đến khô cảnh đó. Đó đó là suy lên, nghĩa là cho lời khuyên cho vị, bởi vì hiểu rõ hơn cái tầm quan trọng khi mà chúng ta ý thức được, ý thức được cái tâm bất thiện nó nguy hiểm cỡ nào, chứ không phải là mình xem thường đó, mình xem thường cái tâm bất thiện. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây.